Chào các bạn, hôm nay mình cũng tiếp tục đi rừng các bạn. Chú, cái đất miền Trung mình, cái tính Bình Định nó nắng các bạn. Đây, ngày hôm qua mình đi là coi như thiếu điều nó nắng, coi như ông trời ông đốt người cháy thành tro chứ. Hôm nay vẫn tiếp tục đi nữa, chừng nào nắng chịu nào là bỏ chạy các bạn. Đấy, sáng nay lại vô khu vực này, mình đang đứng trên ngọn cây ngang. Đây là mình rình những con em, nó đang cho nước về nhà nó các bạn. Nó đi tới mới cầm nước, có cho nước ở đây để mình dùng thử đi. Thấy nó cho nước cũng đông các bạn, để mình coi thử nó đi đâu rồi nó về đâu. Thấy nó bay đầu mà không biết, tìm tìm có ra nó không đây. Bầy dối lắm, hai cái cánh có chút xíu mà bầy dối dữ lắm. Để mình nhìn cho kỹ thôi các bạn, mình dồn chính xác thử nó đi về chỗ nào. Đấy, núi rừng là trùng trùng điệp điệp ấy, nem đầu bế lấp vậy. Mà nó bay trên trời mình đi dưới đất, cho vậy thì ai cho lại nó. Lớn nhỏ gì không biết, để tìm thử các bạn. Nhìn cho kỹ, rồi đi tìm. Hầu xuống giờ mình phát hiện nó chứa nước chỗ đây các bạn. Nó tới đây nó chứa này. Khùng gú mà. Đấy. Đấy, bị tới nữa. Đấy. Nó đây các bạn. Đây, đây, đây. Đấy. À, chọc cho nó bên ra. Đấy. Đấy, nó đây. Thôi, nào lọ nó chứa nước này. Ui, sắc luôn. Lì quá mà. Không bay sao. Ờ. Bay đi con. Bay đi rồi, tao tìm tới nhà mày. Thôi, đi rồi các bạn. Để xuống chạy lên làm nước mấy lần á. Bây giờ mình là quần kiếm nó các bạn. Đang quần thử kiếm cái tổ nó. Coi thử nó ra sao. Tôi chặt cái rừng. Mày biết con dây nhở không. Bây chứ mà nghiệt đấy. Nó bây giờ một phát rồi là tới nhà nó liền. Còn mình đi tìm mày là phải thục mạng chứ, mà không biết ở chỗ nào đấy. Thấy mấy cái dũi, cái dũi cái kém kém đây mà không biết cái chỗ nào. Ôi chết cha, bây giờ rừng dây không rồi. Wow, dây chân chết. Chú sẽ tìm từ nãy giờ cũng ấn họ tìm nó. Cố gắng tìm con không biết trọn méo vuông dẹp ở đây mà kiếm á. Chú chạy dài à, em đâu chưa thấy các bạn mà thấy cái bốm này. Đấy, một cái bốm thiện trừ nó đây các bạn. Trời, ra mà thúc mạng mà không dẹp bốm, không đủ kỹ dữ rồi à. Cái cánh cái chút mà bị dối gơ chứ, chú sẽ đi nó mệt. Mà chị ngầu nghĩ đây chứ. Chú rừng ấy giống như tơ. Nghĩ chút cái mình kiếm rồi các bạn. Em thì tìm chưa ra các bạn, mà mình gặp đây cây hải châu lá nhỏ. Đấy, tìm em không thấy, tìm thấy hải châu các bạn. Đây này, thánh trư. Ồ, lá nó đây các bạn. Lá nó đang trên cây, cũng chung chung lùm rồi chứ. Phải hiền đâu. Đó mình đào cái đây, mình coi xung quanh đây còn cái nào nữa không các bạn. Đây. Lá đây, lá đây. Chụp, anh này mà phát rừng đây, họ chặt cái nát hết quá. Uống hay chưa. Đây. Hải châu lá nhỏ nè. Đây. Đây. Đấy. Đây các bạn. Một cây hải châu lá nhỏ.
thánh trời cũng cúc bảy. Ô em đỡ đấy, từ từ tin nữa. Kịp coi thì đào quay các bạn. Đây, mình đã đóng cái thằng này các bạn. Cái thằng nó bên đây nè. Đấy. Chút cái góc nó thẳng. Gúm gư. Lúc lích, lúc lích. Lúc lích, lúc lích. Rồi, tăng khúc bỏ ba lô ạ. Ai đứa mày thẳng. Rồi, một, hai, ba, đào xuống thấy cũng nhiều rồi các bạn. Đây. Tăng đoạn khúc bỏ ba lô. Tới đầu tới. Ủa em đi tìm ra một tìm nữa. Mình đào cắt xong rồi các bạn. Mình còn được một cái góc nha. Đấy. Một cái góc hai châu. Quá. Wow. Rồi, nó lấy kêu lại các bạn. Bỏ ba lô. Đây, đọt thân nó này. Đây. Đấy, lá nó. Lá nó đi các bạn. Đây nha. Đọt còn dính lên kia, đam đam trở nó. Không kêu gì. Kêu xuống nó mệt. Đấy. Hải Châu đất núi Tuy Phước Bình Định. Đây các bạn. Trời. Mệt. Lôi em tìm ăn tìm ra. Tìm lôi ra coi. Rồi kêu anh kêu lại. Bỏ bậy vô ba lô các bạn. Về nhà trồng nghề qua tháng lại. Làm giống cho. Một cây Hải Châu đầu tiên. Hồi nãy giờ mình vẫn tiếp tục đi tìm nữa các bạn. Mà chưa thấy cây nào nữa. Chúc anh em họ đào kỹ quá. Không sót mà. Để kiếm tôi em mày còn sót được cây nào các bạn. Chúc anh em họ đào lỗ lỗ á. Mai đồ gì họ đào chắc cũng đầy á. Cũng gư lắm. Trời. Đào sao mà đào dối dữ. Mệt rồi. Để đến đảo rồi. Mệt. Lê lửa. Wow. Nhìn chút các bạn. Thêm chút ở đây nữa. Thêm nữa cho các bạn. Chú anh em họ đào sao mà tài dữ ta. Tôi kiếm tư mày gặp cây nào nữa. Đi díu cái chân các bạn. Mà không thấy được cây gì nữa. Bây giờ cái con đường đi. Coi thứ đi. Có cái món gì không? Ôi trời. Nó nén thục mạng nè. Học kiếm chỗ dũi các bạn. Kiếm chỗ dũi tầm bậy tầm bài. Có mấy cái rậm rậm này thôi. Có cái cây gì trong này không? Đây. Trời ơi, có gốc sim này các bạn. Sim tím. Gốc này to nó bị lúa chết. Còn cả một thân. Ồ, coi thử có cái sim nào. Đào bậy coi. Kìa kìa. Đây, có cái sim đây. Trời, mấy cái sim bự. Đây các bạn. Cây sim tím, cả được ba cái thân. Đây. Đấy. Đào bậy cái sim mấy cây. Không có cái gì các bạn. Lục lục đào bậy cái sim này. Nó khỏi mệt. Đi ớn rồi. Đây, mình đào lên được một cái sim rồi các bạn. Chục cục đất dữ quá. Mày, cháu mùa hồng mùa hắn. Nó chỉ lốt bột các bạn. Đây, sim. Sim tím. Tím chiều hoang biển biệt nó đâu. Chục gốc này. Thật, nữa mình sửa sẵn lại gốc đây các bạn. Mình lên văn dũi đây còn gốc nào nữa. Mình đào bậy. Ít gốc nữa. Thế giờ không có gì là mà đào tâm bậy tâm bạ các bạn. Đi tìm cái Hải Châu mà không có thâu thâu. Đào thâu thâu khối nối các bạn. Lung tung cái kiếu. Cái cột bầu. Xong rồi các bạn. Một cái sim này. Quản cũng lớn nha. Quản cũng gấp to ạ. Một nắm tay mình có nữa. Ba cái thân. Chăm nhắm lên trời. Đây. Đấy rồi. Đôi chuột, đôi tròn ít các bạn. Đôi chuột cả chút rồi. Ở dùng sim này nó rỡ ngang nhiều các bạn. Cái bầu thứ đây. Một gian. Rồi bầu chiều đây 30. Chiều đây 25. Wow. Một cây sim tím. Rồi đào bậy nữa. Bên kia đây lại các bạn. Hồi đào tiếp.
kiếm được ít cây sim đi nhiều. Mình gặp đây một cây sim nữa các bạn, mà cây này nó nằm trong gốc cây này nữa chứ ba cái thân lên trời các bạn. Lá này, lá mầm nó này. Đấy. Đây là lá sim. Cái đọt cá trái sầm lên trời các bạn mà nó chưa chín. Chú lên sẽ đào ta. Chắc là chú kẹt lung tung là làm cái gì. Bò chưa. Chú thân thân này. Thôi, đó mình đi kiếm cái khác các bạn. Cái này kẹt khó quá. Đây, đây một cây sim nữa các bạn. Cái cây đây thì thân thì nhỏ, chứ mà gốc thì to. Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân. Coi đào bởi cái đẹp này. Nó bị nước chảy xuống bên nào này. Đấy. Rồi rồi, đào cái đẹp này. Lấy cục đây luôn. Đột xin nó tên trợ cái này à. Có trái cho mà nó không có. Có chín. Đấy. Những cây sim tím có trái mà không chịu chín à, kêu cây cậu thưa ơi. Có mấy cây này dài quá mình cái kéo các bạn. Nó thằng lóng lên trời ạ. Kêu vất vả lắm á. Đào gốc mình đi cái cây. Đây. Bị xong rồi. Đây. Trái này sao chín được. Nó chờ trời mưa chứ. Nó còn non các bạn. Đấy, đây là sim tím nha. Vậy á, cho to lên trái chín trái bằng ngón tay vậy nè. Thôi, bừa cái gốc này nữa. Rồi kiếm bậy bậy thứ con các bạn. Đi về cho rào chứ không xem gì đâu. Thì mỗi chừng có cái gì tội, hái trâu thì cũng sạch sẽ luôn. Mình đào nó lật luôn rồi các bạn. Nói vậy mà đào cũng ơ mình như nó nha. Trâu nó dính không đây. Cứ nghĩ các bạn. Nhiều cái rỡ bự, đằng phía này nè này. Ôi, cục đất trên ảnh. Mày, nó này một đống nó gư dữ vậy. Chết rồi chết. Gọt cái nhẹ các bạn, trong giấc nổ đâu. Đỡ mình sửa sạn lại cái bầu nó nha. Cái gọt lại ra. Ôi, chút chết đào cái coi gì mà. Trời không nồng, sao mà không nồng. Sáng đào bảy cây các bạn, rồi đi vô. Đây, đào cây đó các bạn. Cây đây. Rào tới cây đây các bạn, rồi mình đào cây đây, rồi tới cây nhỏ nữa các bạn, cây đây để đào tàu thế nha. Chích cha một bài, làm sao mà dắt được đây. Đây các bạn, cái cây đây nãy nó bị xối xối một bên này. Đấy, mà cái đây nó rụt rịch nè. Đây, cái thằng đây nó rụt rịch các bạn, cái thằng đây. Wow, 1, 2, 3, 4, 5 thằng, mỗi thằng dài hơn gan. Mày trời gư quá. Chú, cái bầu đây, một gan, bầu đây 40 các bạn, một chiều 40, một chiều thì 30 mấy, gần 40, không 35 các bạn. Chú, rửa chuột cũng có nha, đấy, cục đất ấy, rửa thì ra thì xuống không. Chú. Đây, một cục, hai cục, cục đây hai thân. Chà, cục đất. Cái đây có cái hang động các bạn. Một cái hang động này. Đấy. Chú rỡ nó này. Wow. Đấy. Bây giờ là bó bầu lại dắt đi các bạn. Rỡ xanh quanh tướng. Mấy cái này rỡ nhỏ cũng nhiều các bạn. Cái đây. Lớn hơn gan nha. Còn cái đây thưa ơi. Cái này thưa mới gan. Ủa, cái đây bự lắm á. Cái đây là gan rữ các bạn. Đo giờ là gan rữ nè. Đây thân cũng bị dai này. Mấy cây lùng lùng không các bạn. Và một cây trúc đây nữa. Đây. Cây trúc là cái gốc này. Gốc ôm nửa tay. Chắc cũng 30 chứ 30 hoành các bạn.
Chỗ đây một thằng rỡ này, có cục đá lấy ra luôn ấy. Chú mới rỡ rỡ bà con số này, cho mà rỡ nó ngang, rỡ nó màu tím tím. Rỡ đây cho anh bậy để mình kích mình bó các bạn. Mà rỡ nó cũng nhiều lắm, nó nhiều rỡ tơ lên các bạn. Đâu, hôm nay mình được 4 cây sim nữa các bạn. Một cây, giờ mình tính nha, cây to nhất số 1, cây to thứ nhì số 2 có hang động, cây số to thứ ba là số 3, và cây nhỏ nhất là số 4. Anh em thích cây nào thì quẹo lửa. Đấy, 4 cây sim tím, từ lớn tới nhỏ các bạn. Mà chết cha chứ, cốt 4 cây rồi làm sao dắt đi nấu đây chết chứ. Chết khép qua. Thôi, đỡ bên này các bạn. Đi nấu một lần thì ta dắt 2 lần. Bên lại dắt đi ạ. Mình đã bó xong 3 cái cây còn lại các bạn. Hôm nay mình được 4 cây đấy. Hơi gai trâu nữa. Còn ổ em nó bay đâu? Còn nó. Từ từ tính tiếp. Cứ tránh cái chút xíu mà bị dối các bạn. Đỡ em đó nha. Bữa khác tính tiếp. Mới bó xong mấy cái cây này. Đây. Anh em cả nhà mình xem nè. Đấy. Con bò nó mới cho mình bú miếng. Rồi bắt đầu là dắt đi các bạn. Con bò nó cho bú xong rồi, là dắt đi á. Giờ là bó trong ba lô, nếp lại dắt bên ngoài. Đi mệt đầu nghĩ đó các bạn. Chú, 4 cái cục nợ đi, hư hồn quá. Tha tới tha lui các bạn, mình phải đi 2 lần nha. Do cái đường có nhiều chỗ, chung mà nặng mình dắt được các bạn. 2 cục bó ba lô, 2 cục na bên ngoài. Dạ. Mình na trước, một đoạn rồi mình quay lại, mình cẳng ba lô. Cứ vậy các bạn, dắt lần lần ghê, đi đi lại lại ghê, cũng được mới chặn đường đâu. Mà đi nhiều lần, nó mối cái chân các bạn. Wow, ở đây có cái cây da to dữ. Wow, một cái cây siêu to khổng lồ. Ô, cái góc này, cái góc đèn tới 3 người ổn. Thôi á, thấy mấy cây đây. À thôi quên chứ. Bữa nào mình coi mình đào cây da đó mình dắt đi không các bạn. Đứa chị đứng hoài ghét quá. Bữa nào ấy quần quần có cây mình đào cây da đó. Dắt đi không. Cây đó cỡ 3 người ôm các bạn. Chỗ này còn con trồng hương. Đây. Ở đây các bạn. Dối ấy. Chẳng tới chẳng lui, đi xuôi đi ngược, đi cũng được mớ đường à. Đấy, có nhiều chỗ chung nhé. Đây, làm sao mà dắt thánh vân đi được. Đây, cây mình đây các bạn. Đây, 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 đây. Mệt, ba mệt. Mới ra. Thôi, chuyến đi rừng của mình xin kết thúc ở đây các bạn.